Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây tại họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình kinh tế xã hội quý 1, Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương sọ não xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường. Ông Tùng cho biết, sau khi xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Văn Minh 16 tuổi ở phường Việt Hưng quận Long Biên về tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không, ông Tùng nói và cho biết mạng xã hội đã đưa những thông tin nghi vấn thất thiệt về người trực tiếp đánh nạn nhân. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, liên quan vụ án này, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, đưa tin không chính xác, chẳng hạn như đưa tin hai anh em Minh đánh cháu D chứ không phải mình Minh đánh hay đưa tin bố đẻ hai cháu Minh và Ca đứng ngoài cổ vũ hai con đánh cháu D. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, đây là những thông tin xấu độc, bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh, điều tra bắt người phải có căn cứ, phải xem xét tổng thể xem có yếu tố đồng phạm hay không, chứ không thể áp đặt chủ quan. Hiện nay, công an thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị chức năng để truy bằng được những kẻ tung tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để những thông tin xấu độc suy diễn này lan truyền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trước đó, ngày 19 tháng 3 năm 2024, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên, về việc em Đê khi đang chơi tại sân bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định, khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 3, TVK cùng ông nội là Trương Văn V, 74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng, đến chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đê cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa D và K xảy ra mâu thuẫn, D đã dùng tay tát vào mặt K. Sau khi bị D đánh, K về nhà nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi bộ ra khu sân bát giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường. Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu, thì K kể lại sự việc bị bạn đánh. Sau đó ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình. Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về. Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của D đang chơi. Lúc này Minh hỏi thằng nào đánh em tao và ca dùng tay chỉ về phía D đang đứng. Thấy vậy Minh tiến lại phía D dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm một phát vào vùng má trái khiến D xoay một vòng ngã đập gáy xuống nền sân. Sau đó Minh tiếp tục túm cổ áo D và yêu cầu xin lỗi em trai mình đê ngồi dậy không nói gì sau đó bị choáng ngã ra đất về phần ông tâm trên đường lái xe về thấy minh đấm đê thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ đê và con trai mình thấy đê có biểu hiện choáng váng ông tâm nói với minh không được đánh nữa đồng thời nói đê lần sau nếu còn đánh em chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý minh không đánh đê nữa ông tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà sau đó do sốt ruột vì việc đê bị choáng nên ông tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác Thấy đê có biểu hiện chóng, tái mặt, ông Tâm đã cùng người dân đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định đê bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay, theo nguyện vọng gia đình, em đê đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ gần quê nhà để chạy máy. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Công an thành phố Hà Nội đề nghị báo chí, người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngô Thị Hường, sinh năm 1977, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội chống người thi hành công vụ. Hường là đối tượng đã tự ý xông vào trụ sở công an quận Cầu Giấy chửi bới, đấm cán bộ công an ngay tại trụ sở công an hồi giữa năm 2023. Trước đó, ngày 9 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hường 12 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hường đã làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, tuyên trả tự do cho mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hường khai đã cho bạn vay tiền, nhưng bị chiếm đoạt, bị cáo cần đòi lại số tiền này để trả nợ mua nhà trong thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Hường nhiều lần làm việc tại cơ quan tố tụng Trung ương, nhưng lại được hướng dẫn về làm việc tại công an quận Cầu Giấy. Hường cho rằng bị cáo không đánh công an như bản án sơ thẩm kết luận. Theo bản án sơ thẩm, ngày 25 tháng 3 năm 2023, anh Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1992, là thượng úy công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự được phân công thực hiện trực ban tại cổng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội với nhiệm vụ tiếp công dân đến trụ sở Công an quận làm việc và đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Công an quận. Quá trình trực ban, anh Khánh mặc trang phục cảnh sát nhân dân, đeo băng trực theo điều lệnh Công an nhân dân. Khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, khi anh Khánh đang thực hiện nhiệm vụ trực ban tại phòng trực ban công an quận, thì chị Ngô Thị Hường đến và đi vào trong phòng trực ban. Lúc này anh Khánh hỏi chị Hường, chị đến có việc gì? Chị có căn cước công dân không? Chị Hường đáp, tao không có, tao không phải xuất trình với mày. Vừa nói chị Hường vừa đi vào, ngồi tại khu vực ghế chờ trong phòng trực ban. Tại đây, chị Hương chửi bới nói to, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ trực ban hình sự tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và những người đến trụ sở công an quận làm việc. Đến khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày, chị Hương mở cửa phòng trực ban và tự ý chạy vào bên trong sảnh trụ sở công an quận cầu giấy, thấy vậy anh Khánh chạy theo, giữ chị Hương lại để giải thích rằng nếu muốn liên hệ làm việc thì chờ ở phòng trực ban rồi mời chị này quay lại phòng trực ngồi chị Hương lấy điện thoại ra quay video và hỏi lý do tại sao không cho chị đi vào trong thì anh Khánh có giải thích rằng khi vào phòng làm việc của trụ sở phải có lịch hẹn và cán bộ trực tiếp ra đón vào làm việc thì mới được cho vào tuy nhiên chị Hương không đồng ý và tiếp tục chửi bới xúc phạm với những lời lẽ tục tiễu. Đến khoảng 11 giờ 5 phút cùng ngày, chị Hương tiếp tục mở cửa phòng trực ban, chạy thẳng vào trong sảnh trụ sở công an quận. Khi đó chị Hương vừa chạy vừa nói, "Mày không cho vào thì tao tự vào." Anh Khánh đuổi theo để giữ chị Hương lại. Khi chị Hương chạy vào đến sảnh tầng 1 công an quận, anh Khánh chặn được và yêu cầu chị đi ra phòng trực ban, nhưng chị Hương chống đối không chấp hành và yêu cầu phải được gặp ban chỉ huy công an quận. Thêm một lần nữa anh Khánh giải thích rằng phải đặt lịch làm việc nhưng chị Hường vẫn không chấp hành mà tiếp tục có những lời lẽ chửi bới gây mất trật tự tại trụ sở, có hành động dùng tay đẩy anh Khánh. Lúc đó anh Khánh đã báo cáo sự việc với ban chỉ huy đội và có 3 cán bộ công an được cử ra hỗ trợ các anh gồm Nguyễn Công Trung, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Dũng khi anh trung đến yêu cầu chị hường đi ra ngoài phòng trực ban thì chị này không chấp hành mà liên tục dùng tay đẩy anh trung và có lời lẽ to tiếng lăng mạ chửi bới làm ảnh hưởng đến hoạt động công an quận anh trung tiếp tục giải thích và yêu cầu chị hường ra phòng trực ban không gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan công an thì chị hường vẫn không chịu chấp hành mà liên tục to tiếng chửi bới anh Nguyễn Thanh Tùng đã tiến lại giải thích cho chị Hường thì bị chị này đấm liên tiếp vào ngực. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa chị Hường vào trụ sở làm rõ nội dung sự việc. Tại cơ quan điều tra, chị Hương không hợp tác làm việc, không ký vào biên bản, không hợp tác lăn vân tay làm trích lục tiền án tiền sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy truy tố chị Ngô Thị Hường về tội chống người thi hành công vụ. Bị đưa ra xét xử, chị Hường không thừa nhận hành vi phạm tội cho rằng mình bị oan. Nhưng hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, qua lời khai của người làm chứng, lời khai của những người liên quan và các tài liệu, vật chứng thu giữ được đủ căn cứ xác định hành vi của chị Hường đã đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước về quản lý hành chính được pháp luật bảo vệ, cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt trị Hường mức án 12 tháng tù. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo còn mức án 10 tháng 5 ngày bằng thời hạn tạm giam.